Ok. Đây mình sẽ chiên cơm nha cả nhà. Chiên cơm chiên. Có lạc xưởng với thịt hộp nữa. Đây là trứng gà đánh sẵn nè. Rau củ quả nè. Còn đây là cơm mình trộn với trứng gà sẵn rồi. Để cho nó có cái màu vàng. Bây giờ mình bắt tay vô nấu chiên cơm nha. Bây giờ để chảo cho nóng mình chiên lạc xưởng với thịt hộp trước. Lạc xưởng này mình sắc nhỏ ra. Bây giờ mình bỏ lạc xưởng vô. Chiên lạc xưởng trước. Mình đã chiên lạc xưởng thấy chín rồi cả nhà. Bây giờ mình lấy ra. Mình chiên với tập hợp ha. Xem mình chiên cả nhà. Bỏ xem vô chiên nè. Mình xào lên như vậy là để cả nhà mình lấy ra ha. Xong rồi mình sẽ chiên trứng. Rồi. Vô cho nó thơm một con trứng cả nhà. Anh dùng dầu gì vậy? Dầu mà. Ôi Bảo, con để rửa hai lần rồi đó. Bảo. Sao vậy Bi? Chúng mà còn ngoài lại hả? Giờ mình đổ trứng vô nha. Để lửa nhỏ mình để nắp cho nó chín chín nè. Hột vịt mình nó chín rồi đó. Hột gà chứ nó là hột vịt và nguyên miệng giống Việt Nam. Rồi mình sẽ lấy ra, mình chút xíu mình sẽ cắt vuông vuông ha. Bây giờ mình chiên cơm, mình xài bơ. Cho bơ nó tan ra không, mình bỏ tỏi vô. Mình phi tỏi cho nó vàng xong mình bỏ cơm vô cả nhà. Nó bơ màu vàng ống luôn ha. Bây giờ bơ nó tan hết rồi mình bỏ tỏi vô nha. Bỏ vô cho nó để lửa như dừa thôi. Rồi mình sẽ làm cho phi tỏi cho nó thơm lên. Rồi mình bỏ cơm vô mình chiên. Tỏi đó. Tỏi ít nhiều thì tùy theo khẩu vị mỗi gia đình. Chờ tỏi đã vàng rồi, mình sẽ bỏ cơm vô mình chiên. Xào cơm lên, để lửa cao. Bây giờ cả nhà thấy chưa, cơm nó khô lại nè, nó ngon. Tại vì nhờ có hột gà mình trộn vô, cả nhà thấy cơm màu nào đó. Nó tơi tơi ra, nó không có dính lại cả nhà. Chiên bằng bơ rất là thơm. Bây giờ mình sẽ bỏ lạc xưởng với lại thịt hộp vô nha cả nhà ha. Đó, cả nhà thấy chưa, thấy hấp dẫn chưa? Muốn chết. Con thấy là muốn chết chứ ba chiên xong ba cho ăn. Đó, giờ mình trộn lên. À, cả nhà thấy đẹp chưa? Cơm nó vàng là nhờ hột gà mình trộn vô trước khi mình chiên á cả nhà. Chiên cơm này thật sự thì không có khó đâu. Mình đã chỉ một lần rồi, bây giờ lần thứ hai rồi đó. Nhà mình chiên cơm thường lắm. Tại vì mấy bạn đồng nghiệp mình thích ăn cơm. Chiên của mình chiên. Gái nghe gái nói không? Con thèm muốn chết kìa. Thôi mà thôi đừng ăn giờ này con ơi. Giờ này ăn cơm chiên không có tiêu á. Sáng nay ăn con à, mình xào lên cho nó đều. Giờ nào nó khô nó ngon lắm.
mà mình không đảo thì nó không có ngon, không đều. Hộp cơm tươi là thấy ngon. Hộp cơm nó tươi luôn á nè, thấy không? Mình nấu, nếu mà cơm không có cơm nguội thì mình nấu trước xong rồi mình để phơi ra để trong tủ lạnh đó cả nhà, trong ngăn mát á, thì nó sẽ nguội xuống là cũng rất là ngon chứ không cần phải cơm nguội nữa, mình thấy vậy á. Bây giờ mình đã xào cái này khoảng được 2-3 phút rồi cả nhà, mình xào chú ý cho nó đều với lại nó ngon, nó thấm vô cơm cho nó ngon, cho nó đều thôi. Bây giờ mình đổ ra củ quả vô nha, đổ ra củ quả vô, mình sẽ xào thêm một chút xíu nữa. Không sao đâu, một chút nóng khô quá rồi. Rồi mình xào là cái ra củ quả này mình hấp chín rồi cả nhà. Đó, bây giờ mình xào cho chút xíu nữa cho nó ráo là được rồi. Đó, cả nhà thấy giờ đủ màu sắc ha, rất là ngon. À, một điều đó là mình phải nêm nhớ xào này mình phải xịt nước tương nha cả nhà. Không có nước tương nó không có cái mùi vị của cơm chiên, nó không ngon. Mình xịt một chút xíu nước tương để cho nó tạo mùi thôi, nước tương nào cũng được. Còn phần mặn ngọt thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình. Bây giờ cơm mình xào nó ráo nó khô đó cả nhà, bây giờ mình đã trứng cho là cuối cùng ha, là mình đã hoàn thành món cơm chiên của mình rồi đó. Cả nhà thấy cắt trứng vuông vuông, nhờ có đồng nghiệp trợ giúp đó. Đậu phụ đây. Cả nhà thấy ngon chưa, mình đã hoàn thành món cơm chiên của mình rồi đó cả nhà. Chia sẻ của mình đến đây cũng xin tạm dừng nha cả nhà. Bây giờ mình đổ này vô trong cái mâm, ngày mai mình bưng đi vô hãng cùng đồng nghiệp ăn khách lắc ha, mỗi người đem món. Thôi mình xin tạm dừng ở đây, xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình, xin hẹn cả nhà lại trong những video lần sau, trong những món ăn mới. Nếu cả nhà thích hãy bấm like và một lời bình luận và nhấn chuông nha cả nhà, cảm ơn nhiều. Đó, cả nhà thấy không?